Hôm nay em giới thiệu các bác xem mẫu xe phân khúc hạng C số tự động, form dáng đẹp, chạy sướng. Và đây là một chiếc xe còn ngon, một chiếc xe vẫn còn khá chất các bác nhá. Form mới rồi các bác ạ. Và con này của em nó là bản đủ, nó có đi ga tự động cruise control này. Đấy, đàm thoại dành tay, ra lệnh giọng nói đây, số tự động đây các bác nhá. Đấy, rồi đây có một cái màn hình Android này. Đấy, rồi đề khóa thông minh start top các bác nhá. Top nó cứ hoàng hoàng. Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Ghế da là màu kem ghi đây đúng không ạ? Và có cửa sổ trời nhá. Đấy, bản đủ mà. Có cam hành trình đây. Gương kính điều chỉnh điện đây các bác nhá, nằm toàn bộ ở cánh lái này. Đấy, phần tắp ni, những cái đồ nhựa, đồ da, khu vực bên trong rất của xe còn khá ok. Bu lông vít sáng đẹp, vẫn còn chấm sơn. Ngoàm khóa của xe vẫn rất sáng. Tôn vỏ của dòng xe này rất dày và cứng chắc các bác nhá. Đây là mẫu xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015. Số tự động và thể tích làm việc, động cơ làm việc của chiếc xe là 1.8 các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, phần đầu và phần đuôi của chiếc xe thiết kế đã có sự khác biệt rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Biển 30 Hà Nội, biển cũng rất là dễ nhớ đúng không ạ? Bên em thì nếu mà đời này và form này thì bên em chỉ có một con thôi nhá. Và những cái đời khác đấy ạ thì bên em sẽ có nhiều, rất là nhiều. Bác nào quan tâm đến cái dòng xe Chevrolet Cruze phân khúc hạng C này, một mẫu xe chạy rất đầm chắc và sướng này, thì các bác liên hệ gọi điện cho bên em và đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, nằm tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để test xe và thử xe các bác nhá. Giá hợp lý cho các bác mua luôn. Bên em đang bán chỉ có là trên 300 triệu. Bên em sẽ ghi ở tiêu đề hoặc là nói ở cuối video về giá cả. Đó là muốn thương lượng giá, bác nào muốn chốt chiếc xe này với giá tốt hơn nữa thì gọi điện đến bên em để thương lượng bàn bạc về giá. Và các bác có thể trả giá để mình vào việc đối với những mẫu xe bên em đang bán, đặc biệt là cái mẫu xe này các bác nhá. Em mời các bác xem chi tiết luôn. Các bác gọi điện bên em theo 3 số điện thoại hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. 3 số hotline, 3 số bên em đang dùng Zalo các bác nhá. Alo trực tiếp đi ạ. Keo chỉ của xe thì các bác yên tâm rồi, là vẫn còn các bác nhá, còn cả con luôn. Cam kết xe không lỗi tai nạn đâm đụng đập nước gì. Máy số cực ngon, nội thất ngoại thất của xe rất sáng đẹp. Em mời các bác xem luôn đây. Các bác nhìn xem này. Ở chỗ này bằng chất liệu da xịn, vẫn còn đẹp đây. Cái đồ nhựa phần tắp đi cánh cửa còn ok đúng không ạ? Đồ nhựa bên trong chiếc xe này là không bị kém xấu xước sát gì đúng không ạ? Quay chi tiết cho toàn thể các bác mình cùng ngắm. Các bác gần xa cùng đón xem chi tiết các bác nhá. Các bác có thể đến xem trực tiếp, có thể bên em sẽ ship xe đến tận nhà cho các bác mình xem tại nhà các bác nhá. Và đây là cái phần táp nô của chiếc xe. Đây, chỗ này bằng chất liệu da, chỗ này bằng nhựa, chỗ này có túi khí an toàn các bác nhá. Và đây là cửa gió, có viền inox rồi. Đồ nhựa bên trong các bác nhìn xem đẹp chưa này. Đấy, chỗ này có cái chỗ đựng đồ và cũng là một cái cổng nghe nhạc ở khu này luôn, USB rồi AUX có nhá. Đấy, và chiếc xe form mới thì cái phần táp nô ở khu vực này thiết kế đã có sự khác biệt lớn lao rồi đúng không ạ? Điều hòa ô tô tự động các bác nhá. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đấy, vô lăng tần số của xe còn đẹp đây. Đấy, cổng điện đây, vành tay đây. Đây là cái tì tay và cũng là cái cốp đồ luôn các bác nhá. Cực đồ thoải mái trong đây. Đấy, khóa khiển. Các bác nhìn xem vô lăng rất đẹp, không mòn. Do là xe chạy ít các bác nhá. Do chạy ít cho nên là vô lăng của xe là không bị mòn. Đăng kiểm tháng 3 năm 23. Dòng này thì vẫn đăng kiểm 1 năm 1 lần thoải mái rồi. 12 năm sử dụng thì mới xuống đến 6 tháng các bác nhá. Các bác nhìn nữa cho em này. Đây nữa này. Dạ vâng, ok các bác nhá. Xe ok đấy ạ. Gioăng cửa những cái vị trí mà em đang quay các bác nhìn xem là còn ok đúng không ạ? Bộ ghế da xịn, nguyên theo xe vẫn còn đẹp, không bị rách, không bị xấu. Chân ghế cũng vậy là ok các bác nhá. Con xe này với chiều dài là gần 5m cho nên là khi mình ngồi nó sẽ thoải mái rộng rãi. Đấy, chân lý toàn bộ.
lốp của xe này vẫn còn dày. Đây là con đúc 5 chỗ kép, phanh đĩa và có phanh ABS rồi. Đức sơn là màu vàng đây, rất là sáng và rực rỡ đúng không? Có cảm biến phía sau, có camera lùi nữa. Đèn trước đèn sau còn rất mới các bác nhá. Đèn sau có sự thay đổi rồi đúng không ạ? Dòng này bên em bán rất là nhiều, rất là hay có dòng xe này luôn các bác nhá. Cái dòng xe Cruy bên là Lacity thì bên em rất là nhiều luôn. Và những dòng xe khác nữa bên em đang có trên 100 đầu xe các loại các bác nhá. Trên 100 đầu xe các loại cho mình tham khảo mà mình chọn lựa. Và khi mình thấy chiếc xe nào mà ok nhất thì các bác lấy về dùng các bác nhá. Giá luôn luôn hợp lý so với thị trường. Và chất lượng của xe bên em bán thì luôn luôn được cam kết cho các bác mình. Luôn luôn được cam kết các bác nhá. Cam kết tai nạn đâm đụng ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý. Những cái vấn đề lỗi của chiếc xe là các bác yên tâm. Còn chất lượng của xe bên em trước khi lấy về, trước khi nhập chiếc xe nào về đều kiểm tra hết rồi. Về máy móc thân vỏ, những chức năng của chiếc xe bên em đã kiểm tra các bác nhá. Xe hoàn toàn không lỗi. Đây các bác nhìn xem xe em này, hoàn toàn là một chiếc xe ok nhá. Vách cửa này, đây nong trong vách cửa đây, đồ nhựa bên ngoài đây, các bác thấy chiếc xe ok không? Xem đến đây rồi các bác muốn chốt luôn thì mình cứ nhấc máy gọi điện chốt luôn nhá. Nút bấm một chạm bên ngoài nữa đây này các bác này, bốn cửa luôn. Đấy. Và đây là phần mép cửa tiếp theo, cánh cửa cuối cùng em quay cho các bác xem. Đồ nhựa đồ da còn ok hết các bác nhá. Công tắc bấm kính cửa rồi gương của xe các bác nhìn xem này, không bị bạc mòn gì. Không bị bạc mòn gì các bác, các bác nhìn này. Đấy. Nắp cô đây. Với thời tiết, với thời điểm bây giờ là lúc 6 giờ tối cho nên là quay nhìn rất là dễ luôn đúng không ạ, rất là rõ ràng. Các bác thấy tường tận chiếc xe. Lốp của xe đang hoạt động bình thường các bác nhá. Tôi có ở trong em cũng đã giới thiệu cho tất cả các bác mình ngắm xong rồi. Rồi, các bác xem phần bên ngoài đi. Đấy, tôn vỏ ok. Sơn xi đẹp. Vỏ không lỗi các bác nhá. Kính bọc dán xung quanh rồi. Có sinh nhan báo rẽ nằm trên gương. Và cánh này cũng vậy, là có nút bấm một chạm nằm bên ngoài. Đây em đang di chuyển cho các bác mình xem phần đầu của chiếc xe đây. Với cặp đèn pha rất là sáng đẹp luôn, mặt nạ ga lăng của xe này nhìn thấy mỡ gì. Và logo biểu tượng của xe không bị xấu kém đúng không ạ? Bây giờ em tiến hành quay cho bác xem đến cái phần động cơ nhé. Gập vào động cơ đây. Dòng này đồ đạc phụ tùng thì dễ và rẻ rồi, rất sẵn có luôn. Bác nào thích là sẽ mua được các bác nhá. Quan trọng là các bác phóng chân chỗ này không thôi. Các bác đang có tầm tiền trên 300 triệu muốn mua một chiếc xe chạy sướng và đời cao thì mẫu này là ok đây. Bằng máy động cơ này, bằng máy động cơ đây nhá, máy rất là sáng đẹp, máy 8 gần 10 lít trên 100 km thôi, tầm khoảng 8 lít các bác nhá, 8 nếu có thể đến trên dưới 8 lít, tầm lại như vậy. Đây các bác xem. Rồi bây giờ là cái phần vỏ bên ngoài. Vâng, và kia là cái chiếc xe mà bên em đang chuẩn bị mua. Bác nào mà đang ưng ý mẫu này thì gọi điện sớm nhá, em quay sẽ xong rồi. Trời thì cũng đang trở thành mưa cho nên em sẽ quay nhanh một chút. Thân vỏ ok các bác nhá, các bác nhìn đây, thân vỏ là ok, không có dấu hiệu gì xấu kém về phần thân vỏ bên ngoài cả nhá. Đây, gầm sàn bu lông ốc vít ở chỗ này các bác nhìn xem, một chấm sơn đúng không ạ? Đây, gầm lại đẹp nhá, sáng, không có vấn đề gì nhá. Xe mua về là các bác đi luôn dùng ngay thôi, đó không đầu tư gì đâu, cứ thế dùng thôi. Anh ơi đánh xe trong khi ông mưa. Vâng, video về chiếc xe Chevrolet Cruy 2015 bản đầu tư này em giới thiệu xong cho bác rồi. Bác nhanh tay alo bên em để chốt giá đẹp nhất cho con xe này nhá.
liên hệ sớm để được sở hữu con xe này. Mọi thủ tục sang tên đổi biển công chứng ủy quyền bên em hỗ trợ, sang đổi về bây giờ ship xe chuyển xe toàn quốc bên em cũng hỗ trợ cho bác luôn, rất đơn giản và nhanh gọn. Dạ vâng, video về những xe này thì em xin được dừng tại đây, trời đã mưa rồi, xin cảm ơn các bác đã quan tâm.